Tuyển Việt Nam rèn chiêu cuối sẵn sàng thắng đẹp Ấn Độ. Tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo có buổi tập cuối cùng trước khi gặp Ấn Độ trong trận đấu được coi chung kết của giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 vào tối ngày 27 tháng 9. Chiều ngày 26 tháng 9, tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi gặp Ấn Độ trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 với sự chuẩn bị kỹ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong buổi tập cuối cùng này, những cầu thủ nhiều khả năng đá chính như Văn Đức, Công Phượng tỏ ra khá tập trung. Văn Thanh vẫn phải tập ngoài với bác sĩ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng theo dõi khá kỹ Tuấn Anh, Hùng Dũng. Thủ thành Văn Lâm cũng sẵn sàng cho trận đấu. Trở lại sau việc gia đình, Hùng Dũng cũng sẵn sàng xuất trận nếu được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Quang Hải tỏ ra khá thoải mái. Và ở phần phỏng vấn, tiền vệ này khẳng định muốn trở về tham dự AFF Cup 2022, tuy nhiên vẫn còn chờ vào quyết định từ câu lạc bộ chủ quản. Đội tuyển Việt Nam sáng cửa vô địch giải giao hữu. Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để giành chức vô địch giải giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ ngày mai, ngày 27 tháng 9, mang tính quyết định ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số 0-4. Đội tuyển Ấn Độ xếp thứ hai với 1 điểm và hiệu số 0 sau khi hòa Singapore với tỷ số 1-1. Đội tuyển Singapore kết thúc giải đấu với 1 điểm và hiệu số -4. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Ấn Độ để lên ngôi vô địch giải đấu này. Nếu thất bại, đội chủ nhà chỉ là á quân trong khi đội tuyển Ấn Độ giành ngôi vương. Phần thưởng cho vị trí cao nhất của giải đấu giao hữu quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh là 30.000 USD, khoảng 700 triệu đồng. Ngoài danh hiệu và phần thưởng, đội tuyển Việt Nam còn có một động lực khác về mặt thành tích. Tất cả các trận đấu của giải giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh lần này đều được tính điểm xếp hạng FIFA, do đây là loạt trận giao hữu quốc tế. Nếu hòa đội tuyển Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam bị trừ 0,24 điểm. Nếu thất bại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn mất nhiều điểm hơn thế, tới 5,24 điểm. Còn nếu thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm 4,26 điểm. Trước đó, chiến thắng trước Singapore giúp đội tuyển Việt Nam có thêm 3,05 điểm, nhiều khả năng chiếm vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA ở lần cập nhật tiếp theo. Hiện nay, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 97, còn đội tuyển Ấn Độ xếp thứ 104 thế giới. Khoảng cách giữa hai đội tuyển là khoảng 20 điểm. Nhìn chung, Ấn Độ được đánh giá là đối thủ ngang tầm với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Igor Stipak, người từng góp mặt trong đội hình Croatia giành hạng 3 World Cup 1998. Đội tuyển Việt Nam từng đối đầu với Ấn Độ hai lần trong các trận giao hữu. Năm 2004, đội tuyển Việt Nam đánh bại Ấn Độ với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Năm 2010, đội bóng Nam Á giành chiến thắng với tỷ số 3-1.